Thưa quý vị, so với cùng kỳ năm ngoái 2020 thì số ca mắc tay chân miệng hiện đang tăng gấp 4 lần, chủ yếu ở khu vực miền Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đáng lo ngại hơn, đã xuất hiện nhiều ca gây biến chứng thần kinh khiến bệnh nhân bị yếu hay là liệt chi. Thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca mắc tay chân miệng trong tháng 3 vừa qua là gần 1.000 ca, cả ngoại trú và nội trú. Trong đó, nhiều ca biến chứng nặng về thần kinh gây yếu tay chân. Các biến chứng tay chân miệng có thể gặp phải gồm biến chứng mất nước, bội nhiễm, biến chứng thần kinh, tim mạch và hô hấp, đặc biệt là các biến chứng thần kinh vì đây là dạng biến chứng nặng nề nhất, đe dọa đến tính mạng hoặc là gây tổn thương não không hồi phục.